nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở của người có thu nhập thấp. Từ năm 2017 đến năm 2020, tỉnh dự kiến sẽ triển khai xây dựng 7.765 căn hộ với tổng diện tích xây dựng khoảng 961.000 m2. Nhà đầu tư tham gia đầu tư nhà ở xã hội tại Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được hưởng những chính sách ưu đãi gồm: được giao đất sạch, miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, doanh nghiệp được dành 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án để bán. Doanh nghiệp được dành 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án để bán cho thuê theo giá kinh doanh thương mại, miễn giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, được vay vốn ưu đãi từ Quỹ Đầu tư Phát triển của tỉnh. Được miễn thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công công trình.